Những ngày gần đây thì mạng xã hội không ngừng xôn xao về thông tin đã có tuyết rơi tại Sapa khiến cho nhiều người háo hức. Rất nhiều người đã đăng tải những hình ảnh lớp tuyết phủ trắng đỉnh núi Phan Xipang, trông không thua kém gì châu Âu nên càng khiến cho nhiều người xem tò mò. Không ít các du khách từ rất nhiều nơi đã lập tức đặt vé đến Sapa để săn tuyết. Ấy thế nhưng cái kết lại khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc. Cụ thể, khi thấy nhiều người đăng tải các hình ảnh tuyết trắng, mà trong đó có rất nhiều là các nhân viên sau tour, người book tour du lịch, một gia đình đã lặn lội đặt xe đưa cả bố mẹ và con cái lên Sapa để xem tuyết. Ai cũng hào hứng, dậy từ 5 giờ sáng, trời rét cũng không nề hà, nhưng lên đến nơi lại chẳng có gì. Tương tự như vậy, một nhóm bạn trẻ khác cũng nhanh chóng đặt xe đến Sapa khi nghe tin có tuyết. Thế nhưng lúc lên đến Phan Xipang, trời đúng là rất rét đậm, nhưng chẳng hề thấy tuyết mà chỉ toàn sương mù. Trên thực tế, vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, tuyết có rơi nhẹ, nhưng chỉ khoảng 2 phút. Từ 15:30 đến 15:32 phút, tuyết rơi rất nhỏ và ít, bông tuyết không sáng và cũng nhanh tan. Vì thế nên không có chuyện phủ trắng đỉnh Phan Xipang như nhiều hình ảnh được lan truyền. Trước tình trạng này, các cư dân mạng đều tỏ ra rất bức xúc trước hành động dùng ảnh cũ đăng lên để câu khách mà không hề nói rõ, khiến nhiều người mất công, mất tiền đi nhưng không được như mong muốn. Đây quả thực là một bài học lớn dành cho các du khách, chính là hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin trước mỗi chuyến du lịch để tránh gặp những trải nghiệm không vui như vậy xảy ra.